Xin kính chào quý vị và các anh chị. Tôi là Thanh Thủy đến từ tổ chức đào tạo Smart Trend. Lời đầu tiên thay mặt cho ban tổ chức xin gửi đến các anh chị lời chúc sức khỏe cũng như là lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị và các anh chị, trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng phát triển hoạt động kinh doanh theo cả chiều sâu lẫn chiều rộng, thì việc sử dụng các ứng dụng công nghệ trong công tác kiểm toán nội bộ đã trở thành một điều thiết yếu. Lợi ích đem lại của các ứng dụng này không chỉ dừng lại ở việc trực quan hóa dữ liệu mà còn giúp cho các kiểm toán viên dễ dàng xác định được các lĩnh vực có mức độ rủi ro để tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ có liên quan. Qua đó, tính tuân thủ, đảm bảo và hiệu quả của chức năng kiểm toán nội bộ được nâng cao, góp phần mang lại những giá trị thiết thực cho doanh nghiệp. Trong thời gian qua, Smart Trend, đối tác đào tạo CA được ủy quyền chính thức tại Việt Nam từ năm 2013, đã phối hợp với Hiệp hội Kiểm toán Nội bộ Hoa Kỳ IAA, công ty BWC Việt Nam và công ty Quantum Lever Tim May cùng nhau tổ chức nhiều hội thảo cập nhật kiến thức liên quan kiểm toán nội bộ dành cho các cá nhân, doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực kỹ năng cho cộng đồng kiểm toán nội bộ tại Việt Nam. Thì với tinh thần đó, ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục đồng tổ chức hội thảo với chủ đề chuyển đổi chức năng kiểm toán nội bộ với phân tích dữ liệu và khai thác quy trình để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về việc chuyển đổi chức năng kiểm toán nội bộ. Đến tham dự buổi hội thảo của chúng ta ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng được giới thiệu. Về phía Hiệp hội Kiểm toán Nội bộ IAA, tôi xin trân trọng giới thiệu bà Debbie Ross CIA, Giám đốc Chiến lược Chương trình Đào tạo Hiệp hội IAA. Ông Jama Kanira, CIA, chuyên gia kiểm toán nội bộ SKK Migas, Ủy viên Ban Quản trị Hiệp hội IAA Indonesia. Về phía tổ chức đào tạo Smart Trend, xin trân trọng được giới thiệu bà Trần Thị Xuân Mùi, Phó Tổng Giám đốc. Xin kính chào quý vị đại biểu, quý diễn giả và tất cả các anh chị đang tham gia chương trình hội thảo trực tuyến trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Về phía BWC Việt Nam, xin được giới thiệu ông Xavier Fortier, Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Tư vấn Quản lý Rủi ro. Ông Yu Longo, Giám đốc Dịch vụ Tư vấn Quản lý Rủi ro Công nghệ Thông tin. Về phía Walter Glover Team May, xin được giới thiệu ông Nguyễn Đình Thái, MCA Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh tại Việt Nam. Good morning, chào tất cả các anh chị. Và vâng, và xin nhiệt liệt chào mừng sự tham gia của hơn 200 khách mời trực tuyến ngày hôm nay là thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp, cấp quản lý nhân sự làm việc trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, tuân thủ pháp chế, cũng như là các anh chị đang làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán tài chính có quan tâm đến kiểm toán nội bộ. Và thưa quý vị và các anh chị, để mở đầu cho buổi hội thảo, chúng tôi trân trọng kính mời bà Debbie Ross CIA, Giám đốc Chiến lược Chương trình Đào tạo Hiệp hội IAA sẽ có đôi lời phát biểu khai mạc chương trình. Xin trân trọng kính mời bà. Good morning, everyone, and thank you. We like to welcome you this morning, and we're so glad you're here for data analytics. My name is Debbie Roth. I am the Director of Product Development for the IAA, and I am happy to be here this evening. My responsibilities at the IAA include our conference programming and our CIA Certified Internal Auditor Learning System product that is, we are grateful and appreciate all that Smart Train does in order to promote CIA throughout Vietnam. With my responsibilities on the conference side, we have our 2022 international conference where we bring internal auditors from all over the world to a different destination every year. We are back in person this year, although we also have hybrid, and we will be in Chicago, Illinois, in the United States, July 18th through the 20th. And we are looking forward to connecting with so many internal audit professionals from around the world. In addition to that, I do want to make sure I thank Smart Train for everything that they do to promote the Institute of Internal Auditors, our headquarters, and our local members there to ensure that you have access to quality training. Data analytics is one of the IAA's key initiatives, part of our global strategy, and it is very appreciative that that topic is also carried forward throughout Vietnam to train internal audit practitioners here in your local area.
I would also like to thank SmartTrain for the opportunity to allow us to be part of and host the events that you have. We have been doing this for several years, and we appreciate this opportunity to support and be part of this event. We enjoy all the learning and this opportunity. I am truly honored to be here. And I will turn it back over to our MC to start our training. Okay, thanks, Miss Debbie. Cảm ơn bài phát biểu vừa rồi của bà Debbie. Và tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời ông Xavier Portier, Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Tư vấn Quản lý Rủi ro PwC Việt Nam. Good morning, everyone. Phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Thank you for joining this webinar, Transforming Internal Audit Function with Data Analytics and Process Mining. My name is Xavier Potier. I'm a PwC partner based in Ho Chi Minh City in Vietnam, where I'm leading the internal audit practice. So first of all, I would like to thank SmartTrain for co-organizing this event with the Wolters Kluwer and PwC. As you know, SmartTrain is a leading training organization in Vietnam, providing courses of accounting, finance, and auditing. And PwC is collaborating with SmartTrain for many years, organizing events for the business community, updating professionals on the latest trends. So today we will have a chance to hear a number of professionals from IIA, Teammate, and PwC. You will also have a chance to raise your questions to our panelists, including Walter Kluwer and SmartTrain representatives. If we look at the situation right now, we can say that the COVID-19 pandemic had a big impact on how internal audit is undertaking its responsibility. To continue working, we internal auditors had to use more technology to replace the traditional way of doing internal audit. And you would agree with me that the use of technology will be even more critical to conducting internal audits in the future. Digital transformation and digital disruption and transformation are indeed contributing to increased expectations of internal audit. In fact, in my conversations with PwC clients, with boards, executives, and audit committees, I have noticed that they are looking for their internal audit function to step up by moving beyond its role of a traditional assurance provider. They, in fact, want internal audit to take on a more proactive business enabling role, positioning itself as a trusted advisor to stakeholders. In response, leading internal audit functions, including in Vietnam, are innovating their processes. They're investing in data analytics, technology, and tools. And their objective is not simply to automate isolated audit procedures, but also to transform their function in order to unlock the real value across the entire internal audit lifestyle and life cycle. So the objective of this webinar is to understand better how data analytics and process mining can really transform your internal audit function using practical examples and cases. So without further waiting, let's start the webinar. And I would like to pass it over to the next speaker. Thank you. Thanks, Mr. Xavier. Xin cảm ơn phần phát biểu vừa rồi của ông Xavier và kính thưa các anh chị và các bạn. Chúng tôi xin được chào đón diễn giả đầu tiên của buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông Rama Kania, CIA chuyên gia kiểm toán nội bộ SKK Migas, ủy viên ban quản trị hiệp hội IIA Indonesia, sẽ chia sẻ với chúng ta về chủ đề tầm quan trọng của phân tích dữ liệu đối với kiểm toán nội bộ. Thì trước khi ông Rama bắt đầu thì tôi cũng xin một ít phút để giới thiệu sơ về ông. Ông Rama Kania hiện đang là chuyên gia kiểm toán nội bộ SKK Migas, ủy viên ban quản trị hiệp hội IIA Indonesia. Đồng thời ông cũng là giảng viên chuyên ngành kiểm toán nội bộ hệ thạc sĩ tại khoa kế toán Đại học Kinh tế và Kinh doanh Indonesia. Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dầu khí. Ngoài ra, ông còn có kiến thức về quản trị, quản lý rủi ro, tuân thủ tiêu chuẩn ISO, kế toán, kiểm soát công nghệ thông tin và kinh nghiệm trong việc triển khai phân tích dữ liệu. Ông sở hữu chứng chỉ kiểm toán nội bộ công chứng CIA cùng nhiều chứng chỉ liên quan kiểm toán nội bộ khác như QIA, CIBA. Xin trân trọng kính mời ông. Mr. Rama, the floor is yours. Good morning. Thank you. Hello, everybody. I'm Rama Kurnia from your neighbor country, Indonesia. Nice to meet you. I'm very happy to deliver this training about the data analytics. And as a professional, I think data analytics is one of the our powerful tools to perform our audits.
Okay, I will share my slides. Okay, in my presentation, I will emphasize the, sorry, it's already full screen? Not yet. Not yet. Wait a second. Oh, I try to reshare. It's okay. Thanks. Thank you. Okay, I will emphasize about the importance of the data analytics for our profession, internal auditing or the GRC profession. Yeah, maybe we can start with the biggest question. Why do we have to implement data analytics? There are several opinion about at least because the IT team already installed the software, so I have to use it, or my Excel limit is only 1,000 row, so I need a bigger tools. As we know, Microsoft Excel is our best friend. The auditor best friend is Microsoft Excel, because every day we always see him, the Microsoft Excel, but he has a limit. Okay, or we think more strategically, such as I want to improve the assurance coverage. We want to get the issues near real time, or we want to prevent or detect the fraud early. There's many opinion that will be the reason why we have to implement the data analytics. Okay, but first we might can start from the definition. I will use the IIA definition about the data analytics. Data analytics is a process: identifying, gathering, validating, analyzing, and interpreting the various data. It means we not only use the numerical. Sometimes we use the alphabetical and non-structured data to further the purpose or the mission of the internal auditing, which we have to deliver the risk-based auditing, giving the insight and consulting activities for the organization. And also, I will use the one of the definition from a book of data analytics, which published by the IIA Foundation in 2016. The title is Data Analytics, written by Stipitz Jr. and Preber. And I think it's a good book for you to learn about the practical data analytics. They said that data analytics is a process of gathering and analyzing data, then using it to make a better decision. I highlight the last sentence, to make a better decision, because our mission, our definition is we want to make a value added for the organization as the good internal audit. So if we got big data, we got a lot of data, we hope we can make a better decision. Maybe I will say about one greatest quotes about the data. Since I'm on oil and gas industry, there's a quotes that data is the new oils. Yes, it's true, but you have to extract it to be a good, useful and meaningful data. So that's with the oil. You can get the oil, but you have to extract it to be the gasoline, to be the asphalt or other product. So if you want, if you get the data, you have to extract it to be meaningful for your organization. And this is about the timeline about our profession. Is it data analytics is a new things? I don't think so. We know that IIA invented in 1941, and then in 2000, like us today, the millennial auditors, we face the IT auditing, we face the big database. So that's why the data analytics comes. This is not a new things, but this is the things that we have to get the proficiency, the knowledge, because today's data is very big, and then we will need to extract it. We need it to help us to achieve the engagement objective.
So I think it's a must for you, the internal auditor, the GRC person, that you can at least you have knowledge about the data analytics, because today's in 2022 we face many disruptions. This paper created on 2018, but we know in 2020 we face many things like COVID-19, and we have to work at home. So we more came with the analytics than we come in rather than we come from the observation, physical observation. So analytics and desk review is more challenging for our profession. Okay, as a professional, we have to stick with the standards. The internal audits has a standard, the IPPF, the International Professional Practice Framework, said that there are several standards related to data analytics. The first is 1-10, A3, the proficiency, that said that we must have the sufficient knowledge about the key IT risk and control and available technology-based audit technique to perform their assigned work. It means that as an internal auditor, we have to able to the capability to perform our audits with technology-based tools, not just on paper, but this is the next level, I think. And it is a standard. It means if you use it, you meet the standard. But if you can't use it, you might be below the standards. And also, for the due professional care, we have to consider use of the technology-based audit or other data analytics technique. It means maybe we face a lot of data. We face a dynamic data. Maybe it's impossible if you count it or you analyze it with a paper or with a generic spreadsheet. Somehow, in some situation, you might use the analytic tools. Yeah, and then we perform an audit, and we will draw a conclusion that we have to achieve the appropriate analysis and evaluation. So that's it. If you got a big data, you got a lot of information, you have to extract it. You have to create a good analysis, and you can draw a good conclusion for your audit result. Okay, the IIA also already mentioned the data analytics in the internal audit competency framework. This is a good framework, I think, for you, for as an internal auditor. If you want to build a world-class internal audit standard internal auditing department, you can use this framework, but I will emphasize for today is about the data analytics. This framework divided into three levels: the general level, applied knowledge, and the experts. For the beginning, you have to have the general awareness. It means you have you able to describe the data analytics. You know how to process to perform the data analytic process, and you know the application of data analytic methods in order to perform the internal audit activities. And then when you the next level is you can apply the data analytic methods in your assignment. And the highest level, the expert level, is you can evaluate the use of data analytics in internal auditing. This is the point of improvement, the point of enhancement that your organization, your internal audit department can improve their data analytics capabilities. So you can use this framework to create a blueprint to increase the knowledge and the capabilities. Okay. When we talk about data, we will face this 4V. Yeah, first is volume. You might be agree that today's organization, today's maybe individual, we face with we process to every day with a greater volume of data. For example,
if you Google something, it's very easy for you to get the information. Yeah. In contrary, if you were in 1990 or early 20, it's a little bit small data you can capture. But today's you can get a lot of data, and some data is free, so you can analyze. You can improve your knowledge from the big data today's, and also. Because the volume is big, is because the velocity of data updating is very, very rapid. As you can see, if you see your stock markets, you can get the data near real time. Maybe just a lag of about a second or 2 second, but you can make a decision about the stock market in second, split second decision. That's it. Then and every day it will be like that. You will face a lot of data with high velocity, but today also you can capture or you can save a variety of data. Maybe in the past years you only get the numerical, like a database, like Excel database. But today you can get the PDF, the audio, the video, or any extension data that you can, it's a valuable resource that you can analyze to get a bigger picture of the issues and you can give an insight for your management. And somehow, because of the big data, you will face the veracity. Veracity is about maybe you get confused about which is the data is the accurately the greatest quality. So you have to be more careful. If you grab wrong data or incorrect data or inaccuracy data, you will provide unclear result. So this is the basic of the data analytics. You will face the 4V. Okay, start with the internal auditors. I will use the interpretation standard 2000. When will the internal audit activity adds value for organization? There are three things that you might be deliver the value added for your organization. First, you consider the strategies of your organization, how they can achieve their objective, and what risk faced by the organization. If you can bring, you can see the lot of data or a lot of information, you can see that how big the chance that the company can achieve their objective and what kind of risk they face and how good their mitigation. And also the second box, strive to offer ways to enhance the GRC process. This is our biggest challenge and our biggest role in internal auditing. Yeah, we have to ask the management that they have to improve their GRC, the governance process, the risk management maturity, and the effectiveness of control process. And also, we always deliver the relevant and the good quality of assurance. So data analytics is one of the tools that we can achieve one of the tools that we can use to achieve that objective. Okay, by using those book from the Stipich and Priber, I found that the IIA data analysis framework, there are four steps framework if you want to start to develop the data analytics. Yeah, first is you develop the vision. You can see the what is the benefit for the organization, for the internal audit department about if we want to create the data analytics. Yeah. And you come to the end vision, how it works for organization, what the management will get from this. And maybe you can develop a roadmap so you can know the progress of the development of data analytics. And then the second stage is you can evaluate your current capabilities by using the maturity model framework.
And then you assess the three enablers, yaitu, which is the people, process, and the technology. And after you assess it, you can get the gap analysis. You can see that in which part that my team is weak or my team has a strength. That is your focus to improve their maturity. And about those enabler, the people, process, and technology, you have to invest. I said invest in your people, enhance the their skills, experience, their knowledge about the data analytics. You can get the right data from the right form to perform analytics. The data is on the business unit. You can get the best quality data, the highest integrity data. And the last is the technology. You can discover, you can search the software or tools that very useful and fit for you. And then after you implement, you have to monitor the implementation. You periodically state the progress. You come back with the roadmap and state what the progress and can I realize my vision in the first? And also you have to get the attention from the management by share the result to management. And then develop the scenario. It means the risk is dynamic. The business process is dynamic. So you have to improve regularly the scenario of analytics data. So the analytics is very agile and can follow the business development. Okay. This is the generic way to implement the scenario of data analytics. Yeah. First is you start with the question: what business process that significant for the company, and what is the exception that I will have to capture? For example, if my company has a lot of sales in near year end, and then in the second day of beginning of the following years, there are a lot of sales return. It means that there might be an exception because might be my sales department boosting the sales in order to get a lot of commission, but in the next following day, the second day or the first day of the new year, the customer bring back the goods because they don't need it. And also we have to aware about the in our process business, which is the fraud might be occurred, because if you invest in fraud risk management, it's not enough. You just invest in fraud prevention, but you have to you need to have the good fraud detection program, such as fraud data analytics. It's very useful for you. And then we come to the next step. Yeah, obtain the data, the raw material, identify the data source. Yeah, because you already know the process business, you know where the data belongs. As an internal auditor, although you have you got the internal audit charter, you have to gain access and permit. Yeah, so the data is legal, and your auditors is happy to share the data with you. Yeah, and then you have to select the appropriate extraction tools, because for extract the data, might be you need some software or some procedure, so you can keep the data integrity. What is the data integrity? For example, if you want to draw the general ledger data from the SAP, for example, yeah, from the accounting department, it's prefer you can grab the data directly from the software, not the accounting department download the data to Excel and then they give the Excel to you, because the data integrity is already impaired. There's a chance to change the data when they import to Excel and before they send to you. And then clean and normalize. This is the biggest, the challenging
process of the data analytics. You have to clean the data, ensure the relevant, consistent, and watch out about the outlier data. Outlier data is a biggest or the lowest data that the amount is different to the other population of the data. Yeah, but don't ever to erase the outlier data. Might be there is the findings or the anomaly of the data, and then you're normalizing the data. Especially the you have to ensure that the data is not redundancy. Yeah, and then this is the most important analyzing. You analyze the data using the tools. You identify the exception, and then you evaluate any anomalies comes, and reconfirm the anomaly or exception to the process owner, so you can ensure that is the findings or the room for improvement, and then you will able to recommend the improvement for the your auditees. The result of the data analytics must be presented to the management. And you have to involve the second line and first line to also improve to also implement the data analytics. So the data analytics is not only the playground for the auditors, but for the first line and second line. First line is the unit business. Second line is the risk management department. So they have the awareness about the analyticals of their data. And then the audit trail is one of important things, because you can have a the recipe to perform the data analytics. Okay, what kinds of the data analytics? There are four. I add 4+1. The most typical of data analytics is descriptive. You focus on the previous data. You want to know what has happened, and then the next level is diagnostic. Why the data pattern like this? You want to see the certain trends, or is any specific incident occurred? Yeah. The first two is the hindsight. But if you want to give a added value for an organization, you can start with the insight. You create a predictive data using the previous data. And the next level is the foresight, the prescriptive. After the predictive, you can give some scenario or some suggestion to support the decision making process. And then the next level is fully automatically. This is challenging for us, because might be someday there will be a automatic software, the intelligent process, so the data analyst is also can make a decision without you. Okay, about the tools. Is it I must buy the expensive software? Might be, but not at all. In the generic, if you are still limited or a small internal audit department, you can start with the generic tools, our best friend, Microsoft Excel. They can store data, they can perform function calculation. And then if you want to make a query analysis between the tables, you can use the Access. And then if you want to present to your management, maybe you can't present it in Excel, you can present it in PowerPoint like this. Now, if you want to buy or you use the procure the tools or application software, at least consider these things. Your tools must be able to analyze data population, a lot of data, big data, bigger than Excel. And they can maintain the data integrity. The good data analytics software must be cannot edit the data. They only analyze the data and keep the raw source is safe. And if very good if they can read different types of files, might be unstructured data like PDF in OCR, and then they can join, append, and relate the compare data. They can express create an expression such as like a if function, sum function, or cross tab function, VLOOKUP function like that. And also the application must be able to create the audit trail, the recipe, so you can redo the procedure in the next audit engagement.
And also, if very good, if they can automatically generate report and visual the results, so you can get more attention with your management to present the result. The challenge, what is the challenge? Yeah, the first is you might be difficult to obtain the data and execute the analytical procedure. You might be a lack of trained personnel, so you have to invest in this. And I think the most dangerous is if you cannot get the management buy-in. So you have to get the tone at the top. Your CAE, your head of internal auditing, has to able to present to the board about the concept and the benefit of data analytics, so they will support you. Okay, this is the scenario metrics that you can use it if you want to implement. You can document all the process like this. This is a living document. You can customize it. You can you can use it and also this involves a lot of stakeholders, especially you, your auditees, the IT department to extract the data, the risk management department, so they know about the risk related to the data, and the board, and also might be you will need the external service provider to extract the data. Okay, last but not least, this is the next step about the data analytics. You will come with the continuous auditing. What is it? The continuous auditing comes when your first line, the second line, able to perform the data analytics, so you can focus on the other scope, which is more strategically. So the analytics comes automatically in the first and second line. You have to review it. So your the result is you will get the more comprehensive way to monitor the internal control, reduce your effort, and you will be more strategically in the face of the management. Okay, maybe that's it my presentation. Thank you for listening. Terima kasih. Xin cảm ơn phần chia sẻ thông tin rất là bổ ích và nhiều thông tin lý thú đến từ ông Trama. Và tiếp theo sau đây thì tôi xin trân trọng kính mời ông Dương Long Cô, Giám đốc Dịch vụ Tư vấn Quản lý Rủi ro Công nghệ Thông tin VWC Việt Nam sẽ chia sẻ cụ thể hơn với chúng ta về chủ đề chuyển đổi chức năng kiểm toán nội bộ với phân tích dữ liệu và khai thác quy trình. Thì ông Du Long là một chuyên gia với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ, công nghệ thông tin, dữ liệu, khai thác quy trình và tối ưu hoạt động kiểm soát nội bộ. Ông đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp tại Mỹ, Malaysia và Việt Nam ứng dụng công nghệ một cách hiệu quả trong việc thực hiện công tác kiểm toán nội bộ. Ông sở hữu chứng chỉ kiểm toán hệ thống công nghệ thông tin CISA và chứng chỉ kiểm toán công chứng quốc CPA Australia. Xin trân trọng kính mời ông. Thank you, everyone. So just to confirm that everyone can hear me well, if there is any breakage or any not clear, please do let me know. Yeah. So first of all, thank you very much for this opportunity. I will just share a bit of my experience and what we've gathered before in the sphere of data analytics, as well as process mining within the internal audit function. Okay, so should we go to the next slide then? Okay, so regards to the organization, I think one of the key drivers or few key drivers that would to initiate or to actually emphasize why data analytics is particularly important regards to internal audit is because first of all, every organization is very much concerned about whether or not are there any kind of process bottlenecks, any incidences of violations or compliance issues that they may face? And only also if there is any sort of process exemptions that may have occurred that is basically different from what they have been aware of or what they would expect. And of course, underlying all this would be in terms of what would be an ideal process flow
which they would expect have been happening or should happen within the organization when it comes to their business processes. So with that, for example, on the ideal process flow, a common question is that all organizations always want to improve themselves. Everyone do admit that none of their processes are always perfect. And so they always wanted to know in terms of how well do they fare against best practices, against their peers, or perhaps even competitors. And also they would like to know, for example, where do their processes actually start and where do they actually end? What do I mean by that is that most users or most process owners have a preconception of what, based on their existing policies and procedures, would be their expected start point and an end point of a transaction or a activity. However, the fact that actually when you apply data analytics or process mining for that matter, the outcome always do not necessarily fully comply with what they expect, okay? And we will explain it later in some demos where, you know, these cases do happen. The other thing is that it's not just also about, you know, trying to be compliant or trying to identify exceptions. Users will also like internal audit to provide value to them in order for them to identify efficiencies. Where could there be process bottlenecks where there are areas or there might be either too much control or lack of it, or there might be actual situations where the certain gates or phases within the organization's processes may have actually hit blocks, resulting in significant inefficiencies or preventing a process from going through effectively, or at worst cases, even dropped, you know, at the end. Of course, compliance and violations are also very important because, you know, the fact that to do a traditional audit approach using manual methods or sampling options is almost akin to trying to find a needle in a haystack. I mean, for all of us who have been in this industry, we are fully aware. Because the fact that, you know, compliance or violations, they do not occur that often, okay, for various reasons. And so in order to actually identify, you know, where could be this small percentages of these areas of potential fraud or even violations happen, it's very difficult to identify them without the use of data analytics to apply at a comprehensive level or across the population. And of course, in terms of the process exceptions, we've talked about, you know, how well do they actually adhere to your established policies and procedures. So let's go to the next slide then. Okay. So with regards to, I'll focus a bit on process mining because our fellow colleague have earlier shared about, you know, data analytics in a very comprehensive level. And so I think, you know, I'll try to, you know, not repeat what has been shared, but just to identify where the distinction is between, you know, data analytics as we know it and what process mining is about. Yeah. So first of all, process mining is actually a tool or actually a subset, I would say, of data analytics, where it actually helps to provide you insight over process variance. Now, we will go a bit about process variance later in the demo where it becomes clearer. But what it does is that in like the traditional data analytical procedures, where we have to think about, you know, what are the exception trapping scenarios, what are the areas that potential fraud may be, we actually use this technology to identify what has actually happened outside of the expected processes or procedures. And therefore, it is the tool that tells us what could potentially be unusual rather than we having to identify what they are and tell the tool to detect those for us. So that's a bit of what we call under the process variance sphere. Okay,
So regards to also looking at the variance, we're looking at variance against existing processes or by adopting it in across multiple mm-hmm. different industries or like clients, we also are able to also identify how much the existing variants and processes differ from our peers across the market or benchmark against the industry standard. Then earlier I talked about one of the drivers relating to process bottlenecks and inefficiencies, process mining, because its foundation is on data analytics, metrics can be extracted. You may be able to also quantify, using timestamps, using the population of actual transaction data, where, at transactional level, where there were bottlenecks that happened, where there might be transactions or activities that actually hit a snag, as we call it, or resulting in longer than usual completion or moving along the existing processes. So that itself is another type of capability within process mining that can use to basically provide such insights. And of course, to evaluate and proactively manage potential risks, we talk about looking at where the frequency, where the instances of the violations may have happened, even those that we may not have thought about before. And then by also using an intelligent and focused audit or subsequent follow-up procedures to identify root causes behind such violations or such anomalies, we are able to basically identify, where could be the areas where a control gap may have existed, resulting in an anomaly or variant, we call it, or perhaps there might also be true exceptions relating to fraud or relating to actual exploitation of loopholes in the existing processes. So that's what process mining is roughly about, because its foundation doesn't differ much from data analytics, but it goes a bit deeper by pulling out information that one may not be aware of outside of one's usual detective risk scenarios. Next one. Okay. Then the next part we talk about in terms of an overall approach before we go into the demo about how process mining actually works. In this slide here, basically the few fundamental processes or the procedures akin to data analytics still apply. We need to be able to obtain or extract the necessary data coming from not necessarily just an ERP system, but also from any existing sources of data, be it Excel, be it in your systems, subsystems along the way, so that those data with the respective timestamps and with the respective metrics can be transformed and can be used to be modeled and input into such process mining tools for the tool to be able to apply its embedded AI and then to be able to visualize and pull out the respective pathways or the phases that each transaction throughout the period in review has gone through. So we're talking about using the tool as an analytics tool, in the form of, for example, allowing us to identify how much of a population of the transactions during the period has actually followed through what I call the vanilla scenario, which management is fully aware of or expected them to go through, and how much of it actually has been going through variants that differ, lightly or largely from the expected norm. So all this can be actually presented, visualized, and brought into information models, graphical interfaces that users, not necessarily highly technical or IT people, can actually make sense of. And hence, its utility and its usefulness for
internal auditors as well as business management as a whole. Then, of course, following up on whatever has been churned out from such technology and tools, another key factor would then be where the internal auditors and management comes in for them to basically focus either their follow-up procedures on where the actual samples, the actual transactions that really matter, that really drives perhaps higher I would say scrutiny or seems unusual that warrants further investigation. Hence, it also helps to also bring up the right questions to ask. It also helps to identify perhaps where there are areas that might actually result in potential loopholes that have resulted in such unusual activities occurring. Maybe even provide value-added advice on where perhaps we may be able to reduce some redundant procedure steps, okay, that may have caused inefficiencies that occur. Also looking at where automation potential can occur and can be used in order to actually, you know, do away with potential sources of errors that resulting from human interventions or embedding into the process. And of course, finally, in order to then, you know, run such tools in a recurring manner at a much more efficient process, frequency, and effort, so that a form of continuous controls monitoring or continuous monitoring capability can be adopted, not just by internal audit, but also by the organizations as a whole. So without further ado, I'll just perhaps maybe also just to summarize a bit on what I mentioned in the next slide, regards to traditional versus process mining approach. So in summary, a traditional approach often uses samples or uses the traditional walkthroughs to identify where, you know, there might be areas or violations or exceptions that may occur. But from a data-enabled approach, it's the other way around, whereby we use the data in order for us to identify, okay, the right questions or how we should be focusing our walkthroughs to really use supporting transactions where it's unusual to actually find out where those errors or potential issues may come, okay? Rather than focusing too much on the traditional one and where most samples would likely fall into it, thus the likelihood of detection would be low. Traditionally, you know, it's very subjective where you have to perform a review or planning approach for us to identify, okay, where it could potentially result in an error or an exception, and therefore we create the necessary sampling approach or testing across to it. Whereas from a data approach, because it's supported by metrics, it's supported by actual transactions, it's very objective because the facts do not lie. So you know what to ask for, you know what to select, and you know what to use it to follow up with the respective owners when needed. Incomplete, using a traditional method due to the fact that we may not be able to identify all the possible variants that may occur given its low frequency. And of course, the ability to basically have a comprehensive coverage may be limited. Whereas as shared earlier regards to a data approach, because you're running on a full population or a large population of samples of which you have, you know, you will be able to detect, you know, whatever has been hidden among the masses. And of course, we're talking about use of technology, talking about using manual walkthroughs, interviews, sampling, testing is traditional, but nowadays we're talking about the technological capability and its ability for us to really, you know, use them to help us automate our processes, automate our audits, okay, and also provide more insight and wider coverage and more efficiently as well
through process mining. So with that, I would pass it over to our manager, Deng, to actually share a bit over how example of process mining actually works to illustrate what I have just shared earlier. So over to you, Deng. All right, xin cảm ơn Long. All right, xin được cảm ơn Long. Thì phần tiếp theo thì tôi sẽ xin phép được trình bày một cái demo cho cái công cụ process mining này. Rồi, ok, ở đây thì chúng ta có thể thấy là đây là cái màn hình tổng quan của một cái công cụ dùng để làm về process mining. Thì nó cũng tương tự như những cái công cụ mà về BI thông dụng của chúng ta. Chúng ta có thể thấy ví dụ như là Power BI hoặc là Tableau hoặc là những công cụ mà tương tự như vậy liên quan tới việc sử dụng để mà làm những cái dashboard, thì cái công cụ process mining nó cũng không có khác biệt gì mấy. Tuy nhiên á, thì nó sẽ có những cái tính năng nó sẽ tương đối gọi là khác biệt, nếu mà không nói là vượt trội hơn so với những cái công cụ mà phân tích dữ liệu thông thường chúng ta thường thấy. Thì đầu tiên ở đây á, một cái ví dụ thì quanh cái quy trình là purchase to pay, thì chúng ta có thể thấy ở trên cái màn hình ở đây, ở trong cái khu vực chính giữa ở đây, nó sẽ là cái một cái flow process mà gọi là thông dụng nhất của một cái doanh nghiệp. Thì cái dữ liệu này là dữ liệu demo của PwC. Thì chúng ta có thể thấy được những cái bước tổng quan từ lúc bắt đầu một cái process đến những cái bước ví dụ như là tạo PA, PO hoặc là gửi PO cho nhà cung cấp. Sau đó là mình sẽ ghi nhận lại cái good receipt, là cái nhận hàng của mình. Sau đó mình sẽ ghi nhận lại cái invoice, cũng như là mình sẽ thực hiện thanh toán, clear cái invoice, kết thúc cái process purchase to pay. Đúng không? Ở đây mình cũng có những cái thông tin ví dụ như là có bao nhiêu cái purchase order item, những cái đơn hàng được đặt trong cái kỳ kiểm toán của mình, cũng như là cái giá trị của nó. Bên phía tay phải đây á, thì chúng ta có thể thấy được là tất cả những cái gọi là variance, có là những cái biến thể của một cái quy trình mình có được từ những cái dữ liệu trên cái hệ thống hoạt động của mình, ví dụ như là những hệ thống ERP hoặc là những cái hệ thống mà có thể là accounting system mà đơn vị của chúng ta đang sử dụng. Thì đối với cái view này á, mình có thể view được tổng quan tất cả những cái quy trình của mình và tất cả những cái biến thể. Ví dụ như là mình có thể chọn mình có thể chọn là tôi muốn view được top 10 những cái biến thể khác nhau của quy trình, đúng không? Thì chúng ta có thể thấy được là ở đây nó có thể giúp chúng ta trực quan hóa, visualize lên những cái flow của những cái process, những cái step. Và chúng ta có thể ví dụ như là mình muốn biết cái variant số 2 này, đúng không? Nó chiếm khoảng cỡ đâu đó 13% cái số lượng mà giao dịch của chúng ta trong năm. Thì chúng ta có thể xem được cái luồng đi của nó như thế nào, đúng không? Thì ví dụ cái biến thể số 2 này chúng ta có thể thấy được là nó đi trực tiếp từ cái lúc bắt đầu, nó sẽ khởi tạo PO luôn và nó sẽ bỏ qua cái bước là khởi tạo PA, thì như một cái biến thể mà thông dụng nhất. Hoặc là ở đây chúng ta có thể thấy là cái bước biến thể số 3, đúng không? Thì nó sẽ đi theo cái luồng thông thường. Tuy nhiên là nó sẽ có một cái bước gọi là khác biệt so với cái luồng bình thường, đó là nó sẽ có cái bước là change price, thay đổi cái giá. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn được một cái công cụ này cung cấp cho chúng ta cái góc nhìn tổng quan, cũng như là góc nhìn cái chi tiết cách trực quan hóa những cái biến thể, và chúng ta có thể thấy được những cái gọi là thống kê tổng quan nhất, ví dụ như là có bao nhiêu biến thể, đúng không? Thì ở đây là chúng ta có thể thấy được là có tổng cộng là hơn 655 cái biến thể trong cái quy trình, trong cái quy trình đơn giản như vậy, dựa trên cái việc là chúng ta sử dụng toàn bộ dữ liệu trong cái hệ thống của chúng ta, chúng ta đem đi chúng ta phân tích, và trong cái top mà chính cái
cái biến thể thông dụng nhất thì nó sẽ cover đó được khoảng cỡ 86% cái số lượng mà giao dịch của chúng ta trong cái kỳ kiểm toán. Rồi, thì đến cái phần overview tiếp theo chúng ta có thể phân tích đi sâu hơn một tí. Thì nó cũng cái view bên phía trái gọi là cái process explorer, khám phá cái quy trình thì nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà chúng ta có thể thêm được những cái gọi là những cái biểu đồ phân tích mà thông thường, ví dụ chẳng hạn như là cái biểu đồ về trend, cái số lượng cũng như là cái giá trị của những cái PO đặt theo từng tháng trong năm. Chúng ta có thể thấy được là ví dụ chẳng hạn như là cái nhà cung cấp nào là cung cấp cái hàng hóa của chúng ta có cái giá trị cũng như cái số lượng PO cao nhất, và cũng như là nếu như mà mình là một group hoặc là những công ty toàn cầu thì chúng ta cũng có thể thấy được ở đây là cái hàng này được đặt là cho những cái entity nào trong nội bộ của mình. Thì đối với cái kiểm toán nội bộ, đối với cái việc là kiểm toán nội bộ internal audit của mình thì có thể là mình sẽ ít quan tâm đến những cái chỉ số mà thông thường của process mining có thể đem lại, ví dụ như là về cái tỷ lệ tự động hóa hoặc là cái tỷ lệ làm lại. Rồi tuy nhiên chúng ta cũng có chúng ta có những cái chỉ số mà chúng ta thường hay quan tâm hơn, là ví dụ như là về việc mình benchmark mà thực hiện cái việc so sánh những cái gọi là cái hiệu quả của cái quy trình so với lại một cái có thể là một cái giá trị hoặc là một cái best practice trên thị trường. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là một số những cái thông số mà ví dụ mà chúng ta có thể là quan tâm, ví dụ chẳng hạn như là cái throughput time, đúng không? Throughput time gọi là trung bình của toàn bộ tất cả những cái giao dịch là đó khoảng cỡ 30 ngày, đúng không? Là ví dụ như từ lúc đặt hàng cho đến lúc mà kết thúc cái process là mất khoảng 30 ngày. Thì chúng ta có thể nhìn thấy được là đối với những cái ví dụ công ty con rồi, đúng không ạ, thì có thể là ví dụ công ty con ở Đức đi, đối với cái mẫu đối với cái dữ liệu mẫu của Lucy thì công ty con của Đức thì nó sẽ chiếm đâu đó cái throughput time nó sẽ cao hơn giá trị trung bình đâu đó khoảng cỡ 32 ngày. Hoặc là chúng ta có thể lựa chọn những cái most common variance, đúng không? Mà chúng ta cũng có thể xem thấy là cái throughput time này nó sẽ được cập nhật lại bao nhiêu lâu. Và đối với một cái công ty con của Mỹ thì cái throughput time ở đây thì nó sẽ chỉ còn có 26 ngày thôi. Nó là cái giá trị thấp hơn so với cái giá trị trung bình của toàn bộ những cái giao dịch của chúng ta cho cả tập đoàn của chúng ta. Thì ở đây chúng ta cũng có thể thấy được những cái góc nhìn để mà chúng ta có thể đưa ra những cái phân tích đào sâu vô nếu như mà mình cảm thấy đó là có những cái bất thường. Ngoài ra là có một cái phân tích khác mà thông thường á các cái gọi là đối với đội ngũ kiểm toán nội bộ chúng ta hay quan tâm, đó là cái về việc cái tỷ lệ conformance, cái tỷ lệ mà tuân thủ của chúng ta. Thì ở đây nó cũng có phân tích ra được dựa trên cái dữ liệu của mình và dựa trên những cái KPI mà liên quan tới cái vấn đề tuân thủ ở đây. Thì ví dụ như là ở đây chúng ta sẽ có thấy là cái số lượng phần trăm những cái case mà giao dịch mà tuân thủ theo đúng cái quy trình standard hoàn toàn, thế ở đâu đó khoảng cỡ 56%. Tại đây chúng ta có thể thấy được là cái số lượng là có khoảng cỡ 620.000 case là nó sẽ tuân thủ, và đâu đó khoảng cỡ 497.000 case là nó không tuân thủ. Và cái việc không tuân thủ này á thì đâu đó có khoảng 16 cái scenario, 16 cái trường cái tình huống là nó đang được nó vi phạm luôn. Có thể không tuân thủ ở đây á thì bạn có thể là một số những cái step bạn có thể bỏ qua mà nó không có dẫn đến cái mức gọi là vi phạm, nhưng mà tuy nhiên là nó sẽ detect được cho mình luôn rồi. Những cái trường hợp nó thật sự nó là vi phạm ở đây, đúng không? Rồi ở
Thì đây là cái những cái gọi là cái bức tranh chia sẻ mà cái công cụ này nó có thể đem lại được cho mình. Và nếu như mà các bạn có thêm những câu hỏi hoặc thắc mắc gì cho cái phần công cụ process mining này thì Lucy cũng có thể rất là vui lòng trình bày và thảo luận ở trong cái buổi trong cuối cái buổi trình bày của chúng ta hôm nay. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn phần mô tả rất là trực quan, sinh động. Well, thank you everyone thank you Tuấn for sharing on the demo. And so as a result, I think I'll pass back over to our panel for the second part of the presentations then. Thanks Mr. Junglong and thanks Mr. Tướng. Cảm ơn phần chia sẻ rất là trực quan, sinh động từ đại diện phía BWC. Và tiếp theo sau đây thì tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đình Thái, MCA, trưởng phòng phát triển kinh doanh tại Việt Nam, Water Rover Team May, sẽ chia sẻ với chúng ta về chủ đề các ứng dụng cho định hướng dữ liệu kiểm toán. Thì tôi cũng xin dành ít phút để giới thiệu sơ về ông Thái. Ông chịu trách nhiệm về việc triển khai các giải pháp quản lý kiểm toán và phân tích dữ liệu Team May tại Việt Nam và có hơn 15 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng kiểm toán công nghệ thông tin và đã hoàn thành xuất sắc các dự án ở nhiều khu vực tại Việt Nam. Ông có bằng thạc sĩ ứng dụng máy tính tại Đại học Công nghệ Westboro và bằng cử nhân Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin trân trọng kính mời ông. Xin chào các anh chị. Xin chào. Trước hết thì cho tôi xin gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức, các đơn vị đồng hành cùng tất cả các anh chị đã dành thời gian cho buổi chia sẻ ngày hôm nay. Nội dung của buổi chia sẻ ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ về chủ đề các ứng dụng cho hướng dữ liệu kiểm toán. Như MC vừa giới thiệu, tôi là Nguyễn Đình Thái, hiện tại là quản lý phát triển kinh doanh của Water Rover Teammate tại Việt Nam. Nội dung cái buổi chia sẻ của tôi ngày hôm nay thì sau phần giới thiệu tôi sẽ chia sẻ về hướng dữ liệu kiểm toán. Data driven audit là gì? Một số các lựa chọn các ứng dụng phù hợp và các giải pháp Teammate thì hỗ trợ như thế nào cho hướng dữ liệu kiểm toán, và sau đó tôi sẽ có một phần demo ngắn về các giải pháp Teammate. Vậy hướng dữ liệu kiểm toán là gì? Hướng dữ liệu kiểm toán data driven audit là việc sử dụng dữ liệu và phân tích dữ liệu trong quá trình kiểm toán. Ví dụ như là trong cái việc phân tích đánh giá rủi ro để lập kế hoạch năm, thực hiện các công tác kiểm toán thực địa hoặc là báo cáo kiểm toán. Việc áp dụng hướng dữ liệu kiểm toán giúp cho nhóm kiểm toán viên có thể đưa ra được các quyết định tốt hơn, đạt những hiệu suất tốt, hiệu quả hơn với vai trò là người cố vấn đáng tin cậy cho tổ chức. Một số các lợi ích của hướng dữ liệu kiểm toán đối với việc lập kế hoạch kiểm toán, khi nhóm kiểm toán viên ứng dụng phân tích dữ liệu vào trong quá trình đánh giá rủi ro, điều này sẽ giúp nhóm kiểm toán viên có thể tập trung vào các rủi ro chính, nơi mà nhóm kiểm toán có thể mang lại nhiều giá trị cho tổ chức. Việc áp dụng dữ liệu và phân tích dữ liệu vào trong quá trình thực hiện kiểm toán giúp có thể làm tăng cái hiệu suất của kiểm toán, cũng như là giúp kiểm toán đạt cái hiệu quả tốt hơn. Và trong quá trình báo cáo thì việc trực quan hóa các cái dữ liệu dẫn đến các quản lý có thể đưa ra được các quyết định tốt hơn và dựa trên các cái dữ liệu đó. Lựa chọn các cái ứng dụng phù hợp. Theo một cái khảo sát của chúng tôi thì có hơn 38% các cái nhóm kiểm toán đang có kế hoạch áp dụng các phân tích dữ liệu cho các mọi cuộc kiểm toán. Tuy nhiên thì các kiểm toán viên cũng gặp những cái thách thức và bối rối khi phải lựa chọn các cái công cụ nào hoặc là cần phải có các kỹ năng gì để áp dụng và sử dụng được các cái công cụ phân tích dữ liệu. Và nhóm các kỹ năng cần thiết để thực hiện phân tích dữ liệu kiểm toán có thể nói nhóm thứ nhất là nhóm có kỹ năng kiểm toán, tuy nhiên chưa có nhiều kỹ năng về phân tích dữ liệu hoặc là sử dụng các cái công cụ phân tích dữ liệu. Nhóm thứ hai là nhóm có kỹ năng sử dụng công cụ phân tích dữ liệu, và nhóm thứ ba là kỹ năng áp dụng phân tích dữ liệu vào kiểm toán. Thì theo quan sát của chúng tôi thì thông thường nhóm một là nhiều kiểm toán viên nhất, nhiều hơn nhóm 2 và nhóm 3, những nhóm đã có kỹ năng hoặc là chuyên gia phân tích dữ liệu vào trong lĩnh vực kiểm toán. Hiện nay thì các cái ứng dụng và công cụ trên thị trường về phân tích dữ liệu thì rất là đa dạng,
và một trong các một số các cái ứng dụng công cụ phân tích được sử dụng để làm tăng giá trị cho các cuộc kiểm toán thì tôi có thể kể tên như sau. Các cái ứng dụng chuyên dụng và các ngôn ngữ lập trình như là R, Python hoặc là SQL, các cái ứng dụng phân tích dữ liệu kiểm toán truyền thống như là ACL và IDEA sử dụng các cái ngôn ngữ kịch bản writing script để có thể định nghĩa được các test kiểm tra, hay là các công cụ trực quan hóa dữ liệu và BI bao gồm như là Power BI hoặc là Tableau, công cụ phân tích dữ liệu với giao diện tập trung vào kiểm toán viên và dành cho các kiểm toán viên như là TMS Analytics, và cuối cùng là Microsoft Excel vẫn là một công cụ phân tích dữ liệu được sử dụng nhiều nhất cho các kiểm toán viên. Lựa chọn các ứng dụng phù hợp. Việc lựa chọn các ứng dụng phù hợp sẽ đã và đang gây bối rối cho các cái kiểm toán viên. Vậy câu hỏi đặt ra là sử dụng nhiều hay là một hay là nhiều các công cụ. Một hay là nhiều các cái công cụ kiểm toán. Và theo quan sát của chúng tôi thì một số các nhóm kiểm toán viên có mức độ phân tích dữ liệu chuyên sâu về dữ liệu thì thông thường vận dụng nhiều các cái công cụ dữ liệu khác nhau. Tôi có thể lấy một ví dụ như này. Các cái công cụ phân tích dữ liệu thì nó như là các chiếc búa. Bạn sẽ không cân nhắc việc sử dụng một chiếc búa để phá vỡ một cái bức tường gạch, ví dụ như là chiếc búa tạ, và sử dụng cái búa tạ đó để có thể treo các cái bức tranh trong phòng, hoặc là sử dụng chiếc búa đó để có thể sử dụng trong không gian bếp của bạn để có thể làm mềm thực phẩm, hoặc là đập các cái viên đá dành cho các cái cốc nước mát lạnh. Do vậy, một chiếc búa có thể đáp ứng được tất cả các cái yêu cầu về khác nhau thì gần như là cũng không thể. Do vậy, các kiểm toán viên cũng có thể cân nhắc cái việc sử dụng nhiều các cái công cụ phân tích dữ liệu cho công việc của mình. Thứ hai là bạn thuộc nhóm kỹ năng nào. Nếu bạn là một chuyên gia về phân tích dữ liệu và bạn thoải mái trong cái việc lập trình và viết lên các cái câu lệnh thì bạn có thể hướng tới sử dụng các cái công cụ chuyên dụng như là Python hoặc SQL cho vấn đề phân tích. Tuy nhiên thì đa số các kiểm toán viên thông thường thì không phải là một chuyên gia phân tích dữ liệu. Do vậy sẽ cần các cái công cụ phân tích mang tính giao diện người dùng và trực quan hóa hơn để có thể hướng dẫn, để có thể kiểm toán viên có thể dễ dàng thực hiện cái công tác phân tích dữ liệu. Một trong các cái công cụ mang tính trực quan và định hướng giao diện người dùng mà tôi sẽ trao đổi tới đây đó là cái công cụ TMS, giải pháp TMS và Plus và giải pháp TMS Analytics. Vậy thì TMS hỗ trợ như thế nào cho hướng dữ liệu kiểm toán? Đầu tiên thì đó là hỗ trợ phân tích cho một kiểm toán. Ở đây tôi mới muốn nói đến công cụ phân tích dữ liệu TMS Analytics, một công cụ linh hoạt và hỗ trợ hơn 150 các cái công cụ kiểm toán phân tích cho kiểm toán viên từ các cái cơ bản đến nâng cao. Và lát nữa thì tôi sẽ có phần demo chi tiết hơn về công cụ này. Thứ hai là việc tích hợp phân tích dữ liệu với giải pháp quản lý kiểm toán. Ở đây là phần mềm TMS Analytics được tích hợp với TMS Plus. Việc này sẽ làm tăng tính liên kết và tăng tính hiệu quả cũng như hiệu suất khi mà thực hiện kiểm toán. Thứ ba là việc bộ giải pháp TMS sẽ thúc đẩy việc theo dõi và việc sử dụng và phân tích dữ liệu. Bởi vì tất cả các cái file khi mà được phân tích dữ liệu ở trên TMS thì đều được đánh dấu. Và việc này giúp cho các cấp quản lý và kiểm toán viên có thể theo dõi được mức độ áp dụng phân tích dữ liệu của mình vào trong các bước trong kiểm toán, từ bước đánh giá rủi ro, lập kế hoạch kiểm toán cho đến các cái bước thực hiện kiểm toán và kết thúc kiểm toán. Và thứ tư là ngoài việc tích hợp với TMS Analytics thì TMS, phần mềm quản lý kiểm toán TMS còn có thể tích hợp với các công cụ phân tích khác, ví dụ như là Power BI và Tableau để hướng đến cái việc liên kết và thể hiện dữ liệu một cách linh hoạt và trực quan hơn. Và sau đây tôi sẽ đến phần demo. Các anh chị đang nhìn trên màn hình, đây là phần mềm kiểm toán TMS Audit Management.
TeamMate Plus. Phần mềm quản lý kiểm toán TeamMate Plus là một phần mềm cung cấp các cái tính năng hỗ trợ bao phủ lên toàn bộ một cái quy trình của một kiểm toán trong một doanh nghiệp, từ các bước đánh giá rủi ro, lập các kế hoạch kiểm toán, quản lý danh sách các cái cuộc kiểm toán và phân bổ nguồn lực kiểm toán, đến hỗ trợ kiểm toán viên cho công tác thực địa kiểm toán, đến việc quản lý và chiết xuất các báo cáo kiểm toán, và các cái module hỗ trợ kiểm toán viên có thể trao đổi và theo dõi các phát hiện sau kiến nghị kiểm toán, và các cái trung tâm báo cáo hỗ trợ các cái báo cáo chuyên quan và báo quản trị cho cấp quản trị. Đây là trang chủ của TeamMate Plus, và với trang chủ này, với việc trực quan hóa dữ liệu và mô phỏng dữ liệu qua các cái dashboard, thì giúp cho cấp quản lý và kiểm toán viên có thể dễ dàng quản lý và kiểm soát các cái thông tin liên quan của mình. Ví dụ như là đây là các dashboard liên quan đến các cuộc kiểm toán, thì ở đây thể hiện thông tin kiểm toán viên đó đang thực hiện bao nhiêu cuộc kiểm toán và đang và sẽ làm, và trạng thái của các cuộc kiểm toán đó như thế nào. Dashboard về thủ tục kiểm toán đưa ra thông tin các cái kiểm toán viên đó đang thực hiện các cái thủ tục kiểm toán nào và trạng thái của các cuộc kiểm toán đó, các cái bước thực hiện của các cái thủ tục. Dashboard về recommendation thể hiện các cái thông tin, các cái kiến nghị và các trạng thái của kiến nghị đang thực hiện cho với các cái đơn vị thực kiểm toán. Bên dưới là các cái dashboard về các cái document request, các cái yêu cầu tài liệu đã gửi cho đơn vị thực kiểm toán và trạng thái của các cái yêu cầu đó. Và bên này là các cái phát hiện và trạng thái của các cái phát hiện kiểm toán. Tiếp theo, để hỗ trợ xây dựng một cái kế hoạch kiểm toán năm dựa trên rủi ro, thì TeamMate hỗ trợ một chức năng gọi là đánh giá rủi ro. Tính năng đánh giá rủi ro này hỗ trợ linh hoạt cho việc quản lý và tạo các cái mô hình đánh giá rủi ro khác nhau. Và với mỗi cái mô hình đánh giá rủi ro khác nhau thì sẽ có các cái hình thức nhập dữ liệu cũng như là quản lý và diễn giải dữ liệu khác nhau. Ví dụ như đây là một cái mô hình đánh giá rủi ro. Đối với mô hình đánh giá rủi ro này, các cái kiểm toán viên có thể tạo các cái rủi ro gắn nó với các cái thực thể rủi ro, đồng thời có thể cấu hình và tạo lên các cái bộ chỉ tiêu rủi ro để đánh giá cái rủi ro này, có thể xác lập các cái bộ thang điểm rủi ro theo nhu cầu. Và đồng thời mà khi mà muốn đánh giá rủi ro thì kiểm toán viên chỉ cần chỉ chuột đến và chọn các cái thang điểm rủi ro và để đánh giá. Khi các dữ liệu rủi ro này được đánh giá thì một bộ các cái công thức được thiết lập phía sau sẽ giúp tính toán, hiển thị và phân tích lên các cái kết quả đánh giá rủi ro như anh chị thấy ở đây. Tiếp theo, một cái mô hình đánh giá rủi ro và nhập liệu khác. Ở đây, kiểm toán viên cũng có thể input các cái dữ liệu rủi ro, ví dụ như là các chỉ tiêu về tài chính, hoạt động, pháp lý, chiến lược vào các cái ô đánh giá rủi ro bằng cách input từ bàn phím. Các dữ liệu rủi ro này cũng có thể được cập nhật import từ các cái file dữ liệu bên ngoài, hoặc là có thể cập nhật một cách tự động từ các cái phần mềm bên ngoài thông qua cái tính năng API. Cũng như vậy thì sau khi mà dữ liệu đã được cập nhật xong thì một bộ công thức được cấu hình linh hoạt phía sau sẽ hỗ trợ phân tích và tính toán lên các cái điểm rủi ro ở đây. Và đồng thời phần mềm cũng đưa ra các cái phân tích về xu thế, về rủi ro. Ví dụ như là đây đang có phòng ban này đang có cái rủi ro tăng lên, phòng ban này đang có những cái rủi ro xu hướng giảm, và phòng ban này là rủi ro không đổi. Ngoài ra thì phần bộ phận báo cáo của TeamMate cũng hỗ trợ tính năng biểu một số các biểu đồ heat map để có thể trình diễn được các cái rủi ro, từ đó giúp các quản lý và kiểm toán viên có thể nhìn nhanh được cái thực trạng rủi ro của đơn vị và doanh nghiệp mình và đưa ra các quyết định. Sau khi thực hiện các đánh giá rủi ro và định nghĩa được các cái cuộc kiểm toán, thì kiểm toán viên sẽ bước vào các cái giai đoạn là
thực hiện các cái công việc về kiểm toán và thực địa. Và lúc này kiểm toán viên sẽ cần phải thao tác với cả các cái file dữ liệu và tiến hành phân tích chúng. Thì ở đây đây là các cái file dữ liệu được gắn với cái thủ tục kiểm toán ở bên trên. Và như các anh chị đã biết thì với những cái file mà đã được phân tích thì TeamMate sẽ hai đó sẽ đánh dấu cho nó bằng cái các cái dấu màu da cam, còn những cái file chưa phân tích dữ liệu thì sẽ chưa có các cái dấu phát hiện đó. Và tiếp theo tôi sẽ demo sang phần TeamMate Analytics để các anh chị có thể nhìn thấy TeamMate Analytics sẽ hỗ trợ để phân tích các cái file này như thế nào. Và đây là phần mềm TeamMate Analytics. Phần mềm như tôi đã chia sẻ thì TeamMate Analytics là một cái công cụ và phân tích linh hoạt và hỗ trợ hơn 150 các cái công cụ phân tích từ cơ bản đến chuyên sâu cho kiểm toán viên. Và TeamMate Analytics có thể chia thành ba cái vùng. Thứ nhất là hỗ trợ kiểm toán viên trong vấn đề là chúng ta sẽ lập các cái kế hoạch phân tích. Đấy, chúng ta phải test những cái gì và phân tích những cái thông tin gì, phân tích những cái dữ liệu gì. Và thứ hai là hỗ trợ sau khi chúng ta có kế hoạch rồi thì chúng ta sẽ có thể là chuẩn bị dữ liệu và phân tích. Trước khi đến vào phân tích, chúng ta chuẩn bị dữ liệu, làm sạch dữ liệu và chuẩn hóa lại dữ liệu. Và thứ ba là chúng ta sẽ TeamMate sẽ cung cấp các cái công cụ về phân tích dữ liệu. Nếu bạn là một kiểm toán viên mới và chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng các cái chương trình phân tích dữ liệu và thực hiện phân tích thì bạn có thể truy cập vào vùng kế hoạch và trong cái vùng planning này thì TeamMate hỗ trợ một cái text library gồm có 200 các cái test kiểm tra được chia thành các cái nhóm khác nhau. Ví dụ đây là nhóm các cái nhóm nghiệp vụ thông thường trong một doanh nghiệp, ví dụ như là cash, ví dụ là financial statement, về assets, về nhân sự và payroll, về inventory hoặc là về purchase hoặc là về các cái vấn đề về chi phí. Và nếu mà bạn anh chị quan tâm đến cái việc mà tìm kiếm các cái test liên quan đến việc kiểm toán về gian lận thì mình có thể typing vào đây và các cái thư viện test liên quan đến gian lận sẽ được sâu ra và để cho anh chị tham khảo. Tất cả các test thì đều được chi tiết và đều có phần mô tả chi tiết và phần ví dụ về cái test đó và tại sao các anh chị sẽ cần phải test cái test này. Và để test được cái test này thì mình sẽ cần phải require, mình cần phải có những dữ liệu gì để có thể thực hiện các cái test này. Và sau khi mà mình có kết quả test rồi thì mình sẽ diễn giải các cái test đấy như thế nào. Thì đó là phần sau khi các anh chị đã có các cái kế hoạch test, các cái danh sách các cái test. Và tiếp theo như tôi đã nói thì TeamMate sẽ hỗ trợ một cái vùng các cái công cụ giúp cho anh chị có thể xử lý thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu. Thì nếu các cái data mà sẵn sàng dưới dạng Excel thì anh chị có thể sử dụng phân tích được luôn. Còn giả sử như là data nếu ở các nguồn khác, ví dụ như là PDF, thì anh chị có thể hoàn toàn sử dụng cái chức năng import wizard để có thể import file PDF, dữ liệu từ file PDF. Phần mềm sẽ hỗ trợ convert nó sang các cái định dạng dữ liệu mà có thể sẵn sàng xử lý và phân tích được. Và sau đó là các cái công cụ giúp cho kiểm toán viên có thể format dữ liệu, làm sạch từ dữ liệu để đảm bảo dữ liệu được chuẩn hóa và sẵn sàng cho công tác phân tích. Tiếp theo đến mục phân tích thì TeamMate hỗ trợ các cái công cụ phân tích. Và các cái công cụ phân tích này các anh chị kiểm toán viên có thể thực hiện các cái công tác về thống kê các cái dữ liệu, có thể visualize, có thể chuyển quan hóa các dữ liệu qua các cái biểu đồ dashboard mà TeamMate Analytics cung cấp, có thể thực hiện thao tác và với các cái
worksheet có thể summarize dữ liệu, có thể đưa ra được các cái có các cái phân tích về số như là band first testing outlier hoặc là number analysis thì giúp cho kiểm toán viên có thể phân tích. Tiếp theo teammate cũng cung cấp các cái một số các cái phương pháp phản mẫu cơ bản mà kiểm toán viên cũng có thể áp dụng vào trong các cái việc chọn mẫu cơ bản của mình. Vâng, vừa rồi là một số tiếp theo thì nếu mà các anh chị đã có kinh nghiệm với phân tích dữ liệu và sử dụng công cụ phân tích dữ liệu cũng như là Teammate Analytics thì có thể dễ dàng sử dụng cái mô đun chức năng Expert Analyzer của Teammate để có thể tạo ra được các cái bộ test. Ví dụ ở đây tôi có thể tạo ra cái bộ test kiểm tra các một số các cái tình huống gian lận có thể trong dữ liệu của công ty, ví dụ như gian lận về nhân viên trùng lặp, gian lận về truy cập trái phép hệ thống, gian lận về chi phí, các bùn toán sai thiếu hoặc là vân vân các cái gian lận khác. Và để tôi sẽ có cái demo hai cái tình huống cho các anh chị. Đầu tiên thì ở đây tôi có một cái file dữ liệu về nhân viên, danh sách nhân viên của một công ty ABC ở đó. Trong cái file này thì tôi có các cái trường thông tin như là tên của nhân viên, địa chỉ của nhân viên, số điện thoại, ID của nhân viên, source code và bank number của nhân viên. Thế thì cái vấn đề của tôi đặt ra ở đây là liệu trong cái file danh sách của nhân viên này liệu có sự trùng lặp về dữ liệu không? Và vấn đề rủi ro tôi đưa ra là nhân viên trùng lặp có thể được sử dụng làm một cái nhân viên ma, một người là nhân viên chính hiệu và một người để sử dụng có thể là để cho các cái vấn đề về gian lận về các cái khoản thanh toán, hoặc là nhân viên trùng lặp cũng dẫn đến có thể là dẫn đến việc là sai sót trong quy trình quản lý nhân sự cũng như là sai sót trong vấn đề chi trả lương. Thì đấy là một số các cái rủi ro. Vậy thì chúng ta sẽ cần phải phân tích các cái trường hợp đó để có thể đánh giá được. Và cũng như tôi giới thiệu thì tôi cũng đã bằng một số các cái thao tác đơn giản, tôi có thể xây dựng được ra một cái bộ test cái việc nhân viên trường hợp này đơn giản, và tôi lưu ở trên hệ thống, và lúc này tôi sẽ chỉ cần chạy luôn cái thông tin đó. Phần mềm đang thực hiện phân tích, và hiện tại là phần mềm đã thực hiện phân tích xong. Sau khi phân tích xong thì Team Analytics sẽ xuất ra được một cái báo cáo, tạo ra một cái bộ book khác và dưới dạng một báo cáo. Và đây sẽ có tên logo các cái của công ty và chi tiết tên của cái kiểm toán viên test cái này. Và tôi ở thấy đây, tôi thấy là hiện trạng đang có những cái exception. Tức là có những cái dấu hiệu về dữ liệu bị trùng lặp ở trong cái file nhân viên đó. Ở cái phần workflow thì sẽ mô tả lại các cái test mà tôi đưa vào để kiểm tra cái việc trùng lặp là gì. Ở đây là tôi có cái file gốc là file dữ liệu nhân viên, và tôi muốn kiểm tra là xem có ai duplicate về tên không, có ai duplicate về bank account không, có ai duplicate về address không, có ai duplicate về telephone number, hoặc là tôi có một cái duplicate về mix, tôi bao gồm các cái chỉ tiêu này lại với nhau để tôi tìm. Và ở cái phần duplicate về tên thì tôi tìm thấy hai nhân viên trùng lập về tên. Về bank account tôi cũng tìm thấy hai nhân viên trùng lập về số tài khoản ngân hàng. Duplicate về address tôi có nhiều hơn các nhân viên có trùng lập về địa chỉ và trùng lập về số điện thoại cũng rất nhiều. Và duplicate các cái việc trùng lập ở nhân viên này, vừa trùng lập về địa chỉ, vừa trùng lập về số điện thoại, vừa trùng lập về source code và trùng lập về bank account. Thì vậy ở đây chúng ta có thể đưa ra được cái nghi vấn rủi ro ở đây là gì? Liệu các cái vấn đề trùng lập này, vấn đề trùng lập về tài khoản ngân hàng thì liệu là các cái nhân viên đó có thể là vợ chồng, và liệu là cái vấn đề trùng lập về địa chỉ thì nó sẽ là các thành viên trong gia đình hay không, hoặc là một số các nguyên nhân khác. Thì từ đây kiểm toán viên có thể dựa trên cơ sở này có thể đi phỏng vấn hoặc thực hiện các cái bước test sâu hơn.
Một cái ví dụ thứ hai tôi muốn chia sẻ, và cái này thì tôi thông thường tôi thấy một số các cái kiểm toán viên của công ty thông thường hay sử dụng cái test này để có thể kiểm tra các cái truy cập trái phép vào một cái hệ thống phần mềm nào đó. Ở đây tôi cũng có một cái file gồm danh sách nhân sự của một công ty và thêm một cái cột nữa gọi là cột approval, tức là cái cột này là cái cột mà ngày mà nhân sự đó được phê duyệt chính thức và làm việc chính thức tại công ty, tức là ngày bắt đầu làm việc tại công ty. Và thứ hai tôi có một cái dữ liệu là truy xuất từ một hệ thống phần mềm, giả sử như hệ thống kế toán của một công ty. Ở đây sẽ có tên công ty và ID của nhân viên, đồng thời là có cái cột access grant, tức là cái ngày mà nhân viên đó được cho quyền access vào hệ thống, được trao quyền access vào hệ thống. Vậy rủi ro tôi đưa ra ở đây, có khi nào có một nhân viên có cái ngày truy cập vào hệ thống trước cái ngày họ được phê duyệt chính thức là nhân viên của công ty hay không, và nếu có những cái này thì liệu nó có những rủi ro gì hay không, thì tôi sẽ thực hiện phân tích cái file này. Và cũng như vậy thì tôi cũng đã xây dựng được các cái test về truy cập trái phép hệ thống và tôi có thể sử dụng được luôn trên cái bộ thực hiện của tôi. Và lúc này tôi click. Phần mềm sẽ phân tích và sau một số giây phần mềm sẽ đưa ra một cái kết quả. Mà tương tự như vậy thì tôi cũng có một cái báo cáo và ở đây cũng tìm phần mềm tìm được 10 exception, có nghĩa là 10 cái nhân viên đang có các exception và mình sẽ theo cụ thể như nào. Tương tự như vậy ở phần workflow diagram tôi cũng có mô tả lại cái việc phân tích của tôi. Đó là tôi kết hợp cái file từ phần mềm bên nhân sự gửi cho tôi, bên IT của tôi sẽ gộp lại và đồng thời sẽ tìm ra được các cái nhân viên phải có truy cập hệ thống trước khi làm được nhân sự phê duyệt. Và đây là kết quả. Và đây là 10 cái dòng dữ liệu, 10 cái nhân viên và có cái dấu hiệu bất thường về trong việc này. Thì ở đây chúng ta có thể thấy ở đây là ngày mà nhân viên đó truy cập được phê duyệt để có thể truy cập vào hệ thống, và đây là ngày mà nhân viên đó được nhân sự phê duyệt. Ví dụ như là trạng thái đầu tiên thì anh nhân viên này được nhân sự phê duyệt vào ngày 2 tháng 5, tuy nhiên anh ấy đã được quyền truy cập vào hệ thống từ ngày 1 tháng 5. Hoặc là như là điển hình cái anh nhân viên này, anh sẽ được phép là nhân viên của công ty từ ngày 24 tháng 6. Tuy nhiên từ mùng 2 tháng 3, tức là trước đấy hơn 3 tháng, anh đã được quyền truy cập vào các ứng dụng của công ty. Do vậy, giả sử như là nếu mà anh ta có những cái động cơ không tốt hoặc là muốn gây ra những cái rủi ro cho công ty, thì đây là một khoảng thời gian rất là rủi ro để họ có thể thực hiện các cái công việc về dữ liệu một cách không chính thống. Từ đây, kiểm toán viên có thể đưa ra được các cái quyết định hoặc là sẽ investigate thêm để tìm hiểu nguyên nhân và raise các issue này lên. Các anh chị vừa thấy tôi vẫn các anh chị vừa thấy là tôi vẫn thể thực hiện các cái công việc như là click vào để thủ công, vẫn phải chọn và click các cái bộ test về gian lận thủ công. Vậy thì có một điểm nhấn là Team Benatic đã có hỗ trợ một chức năng để giúp cho anh chị có thể chạy tự động tất cả các test này, đó là Continuous Analyzer. Thì với việc setup cái công cụ này, các anh chị có thể giả sử như đây tôi muốn hàng tuần sẽ thực hiện hệ thống tự động chạy các cái test về để tìm các cái gian lận hoặc là bất thường về các cái file nhân sự hàng tuần, thì tôi có thể setup được các cái này thông qua cái màn hình này. Chúng ta có thể chọn các cái test này là test theo daily, weekly hay là monthly, và khi có các cái kết quả thì các cái dữ liệu cảnh báo đó được gửi cho ai
theo qua địa chỉ email ở đây, cũng như là đây là các cái folder có thể xếp được các cái nội dung và các cái báo cáo exception đó. Vâng, vậy tôi cũng đã kết thúc cái buổi cái nội dung trình bày của tôi ngày hôm nay, và nếu anh chị có câu hỏi gì thêm, tôi vui lòng được trao đổi với anh chị qua phiên hỏi đáp. Xin chào. Vâng, xin cảm ơn phần demo rất là chi tiết và cụ thể từ anh Thái. Và tiếp theo sau đây thì chúng ta sẽ đến với phần hỏi đáp của buổi hội thảo. Chúng ta sẽ có khoảng 35 đến 40 phút để có thể đối thoại đa chiều và giải đáp rất là nhiều thắc mắc cùng với những vị chuyên gia cấp cao. Thì trong phần này chúng tôi khuyến khích các anh chị có thể đặt nút raise hand để ban tổ chức mở mic để mình có thể giao lưu trực tiếp với các vị diễn giả ở đây, hoặc là các anh chị cũng có thể gõ câu hỏi của mình vào khung cửa sổ chat. Và sau đây tôi xin mời sự trở lại của các vị diễn giả và khách mời: ông Rama Konia, ông Xavier Portier, ông Yu Longco và ông Nguyễn Đình Thái. Dạ vâng, hiện tại thì tôi đã thấy các vị khách mời của chúng ta đã sẵn sàng để có thể trả lời dùm các anh chị những câu hỏi. Thì không biết các anh chị nào mình raise hand đặt câu hỏi trực tiếp để mình được ưu tiên hỏi không ạ? Thì trong lúc đợi các anh chị bấm vào màn hình nút raise hand hoặc đặt câu hỏi vào khung chat, thì tôi nhận thấy ở trên form đăng ký của chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi từ các anh chị. Thì hiện tại ở đây tôi xin phép đọc một câu hỏi đầu tiên đến từ anh Trần Bảo Ngọc, một công ty logistics. Thì anh đặt câu hỏi như sau: việc chuyển đổi có làm thay đổi quy chế, quy trình hoạt động của kiểm toán nội bộ hay không, và cần trang bị những kiến thức và kỹ năng gì cho nhân sự phòng kiểm toán nội bộ khi muốn chuyển đổi? Thì với câu hỏi này thì tôi xin phép được mời ông Rama sẽ hỗ trợ anh Bảo Ngọc ạ. Xin mời ông Rama. Okay, thank you for the question. It's very interesting. Okay, if you want to transform your internal audit department, it means collective. First, for the staff, maybe you can improve in technical skills, and also the managerial and the higher level is the managerial skills. But also, I highly recommend that they have a professional certification. Why this? Why is it important? It's just for the title behind the name, or but it's not like that. But you have to. When you got the certification, professional certification such as CIA, you might be you have to practical. You can perform the world class internal audit with the standard with the same competency in throughout the world. So I think the professional certification is the gate for you to improve your internal audit department, and also you can stick to the internal audit competency framework, which in previous slide I performed. I think that will be the roadmap for you to improve your internal audit department. Vâng, xin cảm ơn phần trả lời vừa rồi của ông Rama. Dạ, không biết anh ông Rama đã nhận được tín hiệu. Dạ vâng, xin cảm ơn phần trả lời vừa rồi của Rama. Và tiếp theo chúng tôi cũng thấy một câu hỏi rất hay đến từ các bạn đã gửi tới. Các bạn hỏi là các anh chị đã hỏi là quản trị doanh nghiệp governance, quản trị rủi ro risk management, kiểm soát nội bộ internal control được đề cập trong định nghĩa về kiểm toán nội bộ thì mình được hiểu như thế nào? Thì với câu hỏi này thì tôi xin phép mời ông Xavier. Yes, so yes, I will take this question. Yeah. So yes, indeed, the concepts of risk management, internal control, governance, and internal audit can be sometimes difficult to understand or distinguish. Though you can have the definitions in the IIA website, of course. I think to clarify maybe these concepts, it's good to make the distinction between a process and a function. So when we had the first presentation, we were referring to the three lines of defense model. Maybe you can type it quickly on Google and see the this three line of defense model illustrated.
And then if you talk about governance, it will be a combination of processes and structures. So it's not a function. A governance, for example, will define the relationship between the board of directors, management, and the rest of the organization. When you talk about risk management here, it can be a bit confusing because it can be a function and a process. If you look at the three lines of defense, second line, risk management is in the second line. But it's also a process where you will identify, assess, manage, and control the risks. Then now when we talk about internal control, then a control is an action that you will take to make sure that you can address or manage a risk. While the internal control, when we refer to internal control, is a process. So it's not a function, it's a process. And the process, you know, when we refer to certain frameworks, the internal control is not just about controls themselves. It's also about the control environment. It's about communication. It's about monitoring. So internal control, sometimes I know in some organization in Vietnam, it can be a function, but it's a process. And in fact, if you look at risk management and internal audit function, they can be used to what to strengthen the governance framework. So the role of internal audit here, internal audit is the third line of defense, and it will provide what? Independence assurance on risk management, governance, and internal control. Thank you, Dr. Sabir. And Dr. Rama, would you like to add in? Okay, thank you. Yeah, I agree with Mr. Javier that for the internal auditor, we can use the IIA trends models. Maybe I will. I don't bring the scheme, but particularly is in the first line. You are the business process. You run the business. You know the risk. You know the control how to mitigate the risk. The second line is the risk management and the compliance. They ensure that you follow the procedure and they tabulate and compile all the risk and ensure the company doing the business process in terms of compliance. And we are the internal audit. We are in the third line. We provide the independent assurance. We coordinate with the other assurance provider, such as the external auditors or the government auditor. And we can ensure that the effective, by using the three lines model, we can create the effective assurance, which is the internal audit will focus on the high risk and the most reliable control. Meanwhile, the second line and the first line will focus on the moderate and on the operational risk. Maybe that's the additional from me. Thanks, Mr. Rama. And và bây giờ thì chúng tôi thấy trên khung chat đã có rất là nhiều câu hỏi được đặt ra cho các vị diễn giả. Thì một trong số đó đến từ anh A368, anh Lộc Nguyễn. Anh có hỏi BWC về phần mềm hiện công ty đang sử dụng là tự thiết kế riêng hay có thể xây dựng trên nền tảng có sẵn được không? Thì câu hỏi này cũng có một anh là anh Đặng Công Tiến đến từ một ngân hàng thương mại cổ phần, thì anh cũng có hỏi một câu tương tự như thế này là dữ liệu để phân tích và khai thác quy trình có thể được lấy từ nguồn nào nếu mà công ty chưa triển khai sử dụng hệ thống ERP. Thì với hai cái concern từ hai anh thì xin mời anh Lưu Long có thể tư vấn thêm giúp hai anh. Sure. Let me just provide the answer on this one here. So about the first question relating to the tool that we have demonstrated. Actually, we have worked very closely with some of the software companies and the solution providers to assist us with this tool. And so as a result of this, we can create our own using other tools, for example, like perhaps maybe
like Alteryx or maybe ACL or whatever that can be used, or Qlik, for example. But however, we based on our experience, it's easier if we basically adopt an existing solution that is available in the market and we work closely with them, because they have already spent lots of time and lots of research into developing a very powerful solution for it. And also, it's not just that one can be restricted to just one tool. There are multiple different types of similar tools that's available in the market, of which PwC also work closely with, in order to provide that kind of capability. Yeah. So just to reiterate a bit about the difference between traditional BI tools versus process mining, as I mentioned earlier, BI tools traditionally gives the impression of data visualization, dashboarding, coming out with some of these different interactive capabilities. But behind them, most of the team or the developers utilize underlying scripts like Python, SQL, Alteryx, you name it, to basically, you know, work together in conjunction with the tool. So what we would say that is commonly being used is that, you can co-create or co-develop something, but it will not be very efficient, and depends on the purpose that one is trying to look for. Yeah, so that I think will be answering that fourth question. Then the other question is relating to the use of an ERP system. Is it limited to ERP system that only then we can adopt such capabilities? Answer is no. Okay. Very often, what is required is, as long as you have available transaction logs or transaction history, namely you are able to basically create linkages from one end or to the other of an existing transaction with an ability to link them together via identifiers. Okay, I'm getting a bit technical here, but in summary, you are able to trace a transaction from beginning to end, then you are able to basically use these capabilities. And to trace from a beginning to end, it doesn't necessarily have to be within one integrated ERP. It can come from multiple sources, provided that there is a unique way to identify and link, you know, the transaction across the various systems. Okay, I hope I answered the question. Was there anything else that perhaps maybe I missed out? Well, I think it's quite satisfied. Cảm ơn câu trả lời từ ông Du Long. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng nhận được một câu hỏi từ anh Trần Thiện Bảo, cũng đến từ một ngân hàng thương mại cổ phần. Thì anh có hỏi là việc phân tích dữ liệu có thể được xử lý thông qua phần mềm ứng dụng nào để đạt được năng suất và hiệu quả cho công tác kiểm toán. Thì với câu hỏi này thì tôi xin phép mời anh Thái Nguyễn ạ. Đây là một câu hỏi cũng rất là thú vị. Thì trong cái phần chia sẻ của tôi rồi thì cái việc xử lý dữ liệu để mà đạt được năng suất hiệu quả trong công tác tổng quán thì đầu tiên là chúng ta cần phải xác định được là vậy thì trong cái đội ngũ kiểm toán nội bộ thì các anh chị đang có những cái kỹ năng gì, đúng không ạ? Kỹ năng nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4. Nếu anh các kiểm toán viên trong nhóm là những cái có là các chuyên gia về phân tích dữ liệu thì và có thoải mái trong các cái vấn đề như là lập trình và viết lên các cái dòng code hay các dòng lệnh, thì chúng ta có thể sử dụng và ứng dụng các cái ngôn ngữ chuyên dụng như là Python hoặc là SQL vào việc phân tích. Còn trong trường hợp mà các kiểm toán viên chưa có các kỹ năng về phân tích dữ liệu và kiểm toán viên mới thì chúng ta cần phải có những cái công cụ mang tính trực quan hóa dữ liệu và dễ dàng được áp dụng sử dụng. Ví dụ như trong phần demo của tôi, đó là về phần TeamMate Analytics, thì hỗ trợ các cái kiểm toán viên có thể trực quan hóa sử dụng các cái công cụ một cách dễ dàng. Và cũng đối với các kiểm toán viên mới thì mình có thể sử dụng cái bộ thư viện gồm 200 các cái test kiểm tra với các cái lĩnh vực trong doanh nghiệp để có thể sử dụng ứng dụng vào việc phân tích dữ liệu. Ngoài ra thì
tôi cũng như là cái ví dụ của tôi, một chiếc búa thì không thể nào đáp ứng được hết tất cả các cái công việc, vừa có thể đập một cái bức tường cũng như là có thể treo được các bức tranh, hoặc là sử dụng như là một công cụ ở trong trong phỏ gian gian bếp. Vì vậy nên các anh chị cũng có thể cân nhắc cái việc sử dụng nhiều hơn một số các cái công cụ phân tích dữ liệu để làm tăng hiệu suất, hiệu quả hơn cho công việc phân tích của mình. Tiếp theo, theo tôi thì cái việc triển khai và chi phí cho các cái phần mềm phân tích dữ liệu hiện tại cũng không không cao nếu mà so với các một số các cái triển khai ứng dụng các ứng dụng khác. Do vậy các anh chị cũng có thể cân nhắc và kiểm soát một chi phí để mình có thể sử dụng các cái ứng dụng phân tích dữ liệu phù hợp và phù hợp với kỹ năng của nhóm kiểm toán viên của mình. Vâng, xin cảm ơn tôi trả lời rất là chi tiết từ anh Thái. Và ở đây chúng tôi cũng nhận được một câu hỏi từ chị Vũ Thúy Hằng. Với cương vị là CEO thì chị có hỏi một câu là khi tái cấu trúc doanh nghiệp thì các đầu mục cần kiểm toán trọng yếu là gì? Thì với câu hỏi này tôi xin phép được mời anh Xavier. So here the question is about the when we do an internal audit plan, it has to be risk-based, correct? So it's one of the, I would say, standard of IIA. And then I could say it would depend on your organization, the risk that you would identify that would prevent you to achieve your objectives. Though we see some trends, and specifically after the pandemic. So indeed, when we look at internal audit plans of such companies, we see topics such as or new risks or emerging risks, such as business continuity management and crisis response, because we've seen a lot of disruptions, of course, happening. So this is considered as a high risk. Financial liquidity and insolvency risks, definitely something which is very different compared to the pre-COVID situation. Cybersecurity risk always there. We are talking about also technology. So digital disruption is considered as a high risk as well. And you would agree with me also that a lot of organizations now are facing challenges with their human capital. So human capital and talent management is definitely considered as a highest risk. Higher risk now compared to 2 years ago. And I can also mention ESG as well, you know, environmental, social, and governance. We can see that internal audit is playing a more important role in that field. So ESG performance and reporting of an organization is now considered as a higher risk compared to 1 or 2 years ago. And I would finish, which is something that we have always on our radar screen, is are the changes in laws and regulations, and we see that it continues to happen in Vietnam, and this is something to take into account in our internal audit plan. Cảm ơn câu trả lời từ ông Xavier. Và tiếp theo thì một câu hỏi dành cho ông Rama như thế này: kiểm toán nội bộ cần được truyền thông như thế nào trong công ty? Việc thiết lập quy trình và xây dựng tư duy làm việc hệ thống của nhân sự nên triển khai ra sao để có thể hài hòa được cái lợi ích đội nhóm, phòng ban và cũng như là toàn công ty ạ? Mr. Rama, please unmute. Oh, sorry. Okay, thank you. Thank you for the question. Okay, about the subject matter expert or SME, I think it's a short run, yeah. But the ultimately, you have to develop your team. For SME, I think it can be developed or implemented in assurance assignment, because according to the standard, if you don't have any expertise in some area in assurance, you might hire a SME. But this is for the short run. For the long run, you have to improve your
your team. Your team doesn't depends only to the SME. But be careful in the consulting assignment. If you don't have the knowledge or expertise, you cannot hire the SME to perform the engagement because the it means if you are the consultant, you have to have the knowledge, then you consult to the client. But in assurance, you might use the assignment, but this is for the short run. For the long run, you better invest in your team. Cảm ơn câu trả lời từ ông Rama. Và tiếp theo sau đây thì chúng tôi cũng nhận được một câu hỏi, đó là cho ông Dung Long. Nếu trình độ của kiểm toán viên không đủ để thực hiện các yêu cầu của phân tích dữ liệu cũng như là khai thác quy trình, thì sẽ có bộ phận nào hỗ trợ được trong tương lai hay không? Mà ông Dung Long. Yes, of course. There will always be support, not just only from the solutions provided themselves, but also from advisors or even from other internal audit service providers that we can basically go in, help them with regards to even setting up the entire process mining environment for them, create a sort of continuous controls monitoring capability or continuous process mining platform where the automation of the collection, transformation of data and loading into a pretty much real-time or close to real-time analysis can be performed. All these capabilities are available because ultimately the tool itself is rather user-friendly and you are able to basically make a lot of sense from it. But to set up that kind of visuals, the kind of insights, based on our experience at least, it's not rocket science that requires significant deep technical or computer capabilities. Yeah, of course, initial investment in setting it up is there, especially when it comes to the data transformation and cleansing part. But other than that, if everything is aligned, the continuous move or the expansion of it can be easily replicated, pretty much, on a regular basis. Cảm ơn phần trả lời vừa rồi của ông Du Long. Và các anh chị ơi, đây là cái cơ hội để chúng ta có thể giao lưu trực tiếp và đặt những câu hỏi thắc mắc của mình đối với các diễn giả. Thì nếu các anh chị còn những băn khoăn về việc triển khai chức năng kiểm toán nội bộ thì vui lòng raise hand để đặt câu hỏi trực tiếp, hoặc là gõ vào khung cửa sổ chat để ban tổ chức có thể đặt câu hỏi của các anh chị đến các vị diễn giả một cách nhanh nhất. Thì hiện tại trên khung chat ở đây chúng tôi thấy có chị Tố Duyên cũng như là anh Quang thì có quan tâm đến phần mềm của Team May, thì có hỏi là có thể tích hợp cùng hệ thống khác không, và có cần phải cài đặt và thêm ứng dụng gì để có thể sử dụng được phần mềm này. Với câu hỏi này thì tôi xin phép mời anh Thái. Vâng, cảm ơn câu hỏi của các anh chị. Thì đầu tiên là phần mềm TeamMate có thể tích hợp cùng các hệ thống khác không, thì câu trả lời là có. Và hiện tại thì đối với phần mềm TeamMate Audit Management thì chúng tôi đã phát triển các cái API. Từ các API này giúp cho, bởi vì chúng tôi nhận thấy rằng cái việc chia sẻ thông tin giữa bộ phận kiểm toán nội bộ với một số các cái ứng dụng trong công ty, trong doanh nghiệp, ví dụ như là phần mềm GRC hay là phần mềm về ERP hoặc là các cái phần mềm về risk management của công ty thì rất là cần thiết. Do vậy nên chúng tôi đã phát triển các cái API để có thể lấy trao đổi được các cái dữ liệu kiểm toán với các cái công cụ với các cái phần mềm như vậy. Và ở đây thì phần mềm TeamMate sẽ không hoạt động độc lập mà cũng có thể hoạt động và gắn kết chia sẻ thông tin được với các cái ứng dụng khác trong doanh nghiệp. Câu hỏi thứ hai là công ty có điều kiện cần có điều kiện gì để có thể cài đặt và sử dụng phần mềm này. Thì trong bài chia sẻ của tôi thì tôi có chia sẻ về hai phần mềm. Thứ nhất là phần mềm về TeamMate Audit Management. Phần mềm này thì doanh nghiệp cần sẽ được cài đặt. Đây là phần mềm web-based và sẽ được cài đặt ở trên các cái máy chủ. Và để mà sử dụng cái phần mềm này thì công ty cũng sẽ cần phải chuẩn bị các cái máy chủ để có thể cài đặt được ứng dụng.
giả sử như là nếu công ty không không có các bộ phận chuyên trách về công nghệ thông tin thì chúng tôi cũng cung cấp cái giải pháp cloud, tức là sẽ cài đặt được Teams ở trên cái cloud của chúng tôi và sẽ cung cấp cái dịch vụ thông qua cloud. Với phần mềm Teams, phân tích dữ liệu Teams Analytics thì các cái các chị cũng không cần phải cài đặt và chuẩn bị các máy chủ cho phần mềm này. Phần mềm này là sẽ được triển khai và cài đặt trực tiếp trên các cái máy của kiểm toán viên và rất dễ dàng để có thể cài đặt các cái bộ công cụ phân tích dữ liệu này trên máy. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời hướng dẫn rất là chi tiết từ anh Thái. Hiện tại thì sự kiện của chúng ta chỉ còn một vài phút nữa là sẽ khép lại. Vì vậy tôi xin được ưu tiên hai câu hỏi cuối cùng cho các anh chị đã điền vào form đăng ký từ trước chương trình như sau. Anh Nguyễn Đức Anh ở một công ty F&B thì có hỏi một câu hỏi như thế này là: đâu là những kiến thức trọng tâm mà kiểm toán nội bộ cần có khi làm việc? Và với câu này thì tôi xin phép được mời ông Rama. Okay, thank you for the question. I think the important knowledge is the first is the okay. Thank you for the question. I think the most important knowledge is the first is professionalism. Yeah, they know about the standard. They know about the attribute of internal audit, and also the integrity and the ethical behavior, and then the performance. After they finish with the professionalism, they come to the performance. They know about the organizational governance, the risk management, internal control. And aware about the fraud, and also they know how to perform the engagement in accordance with the standards, and also the today's internal audit not just know about the how to company to achieve their profits, but also care about the environment. They know about the strategic planning of the management, know about the business process, the thoroughly business process, and aware about how the company perform their social responsibility and how the company can meet their sustainability. And also the IT is the most additional knowledge that the internal audit has to provide. And also the basic of internal auditing mostly maybe from you accounting and finance, but all internal audit must have proficiency and knowledge about the accounting, because accounting is a business language. And then the last but not least is the leadership and communication. We must agree that internal audit is a strategic partner for the business, the strategic partner of the board. So they have to be listened by the company. They have they must be the strategic have the strategic planning, able to manage the team, and able to coordinate the assurance, and also they have to improve the performance by performing the quality assurance. And also the communication is the important things, because your auditees is your friends, the internal auditing will be more heard if they can communicate effectively and professionally to the auditees. Xin cảm ơn câu trả lời rất là cụ thể và chi tiết từ ông Rama, và thời lượng của chúng ta cũng sắp hết, và tôi xin phép dành câu hỏi cuối cùng cho ông Du Long. Khán thính giả của chúng ta có hỏi là: khi sử dụng phân tích dữ liệu và khai thác quy trình thì làm thế nào để kiểm toán viên nội bộ đảm bảo được các bằng chứng được ghi nhận đầy đủ trong tài liệu làm việc ạ? When I interpret the meaning of evidence, I presume we are talking about perhaps maybe substantive sources of evidences, like original documents or whatnot, or perhaps we are talking about even the data itself. Yeah. So when we talk about process mining or data analytics, the evidence we refer to at the first layer is the data.
data itself, the actual transactional record that is captured in your existing systems that flows through all the way into your financial reporting or even your management reporting. So that itself is your first level of evidence. Then of course, with that evidence, you can actually be able to trace it to any original substantive evidences that is behind those transactional records itself. So I give you an example, you're talking about actual invoice information, actual PO information, depending on the type of those systems environment you use. For example, if you're using an ERP system, all this are within your system itself, is easily extractable. However, if you're talking about something that is non-ERP, for example, as what's raised here, you have situations where we talk about, you know, having the actual transaction or transactions that you mine out, that you pull out, and then, you know, having those, tracing it back to the source of that transaction will be your key evidence that is actually, I would say, strongly support whatever you are raising. Yeah, but of course, if we're talking a bit more technical, one step behind, the other point that was raised by our colleague, Mr. Rama, about, you know, IT audits, about IT controls, that itself is also an important foundation, which also gives rise to reliability of data, okay, that you have in your system. So all in all, I would say that if you put it purely within data analytics and process mining, your data is your evidence, yeah, and back to the supporting. But at a larger context, we also need to take into account your IT general controls, your IT application controls, and that into providing you another layer over reliability of the data that you use and you pull out, okay, as part of your analytics as well. So I will say this is the way we actually, you know, work on with regards to the evidences used. Vâng, xin cảm ơn ông Du Long, và với câu trả lời của ông Du Long vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hội thảo của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Và xin cảm ơn tất cả các diễn giả đã có mặt ngày hôm nay để cùng nhau trao đổi về một cái chủ đề rất là thú vị và ý nghĩa trong giai đoạn này. Và đặc biệt là cảm ơn tất cả các anh chị đã cùng đồng hành với ban tổ chức xuyên suốt cuộc hội thảo, và đến giờ phút này là vẫn còn gần 200 anh chị theo dõi. Và chúng tôi xin kết thúc chương trình tại đây. Chúc anh chị một bữa trưa ngon miệng và hẹn gặp lại các anh chị trong những hội thảo tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Thank you everyone. Thank you. Bye bye. Thank you everyone. Thank you.